Chào mừng các em đến với kênh thầy Lim. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn tiếng Việt lớp 4, phần 16, trang 155-156, tập đọc, kéo, co. Thì các em thấy ở đây là những cái hình ảnh về trò chơi kéo co. Kéo co là một trò chơi thể hiện cái tinh thần thượng võ của dân ta. Tục kéo co mỗi vùng một khác, nhưng bao giờ cũng là cuộc đấu tài, đấu sức giữa hai bên. Kéo co phải đủ 3 keo. Bên này kéo được đối phương ngã về phía mình nhiều keo hơn là bên ấy thắng. Hội làng Hữu Trắc thuộc huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh thường tổ chức thi kéo co giữa nam và nữ. Có 5 bên nam thắng, có 5 bên nữ thắng. Nhưng dù bên nào thắng thì cuộc thi cũng rất là vui. Vui ở sự ganh đua, những cái tiếng hò reo khuyến khích của người xem hội. Làng Tích Sơn thuộc thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc lại có tục thi kéo co giữa trai tráng hai giáp trong làng. Số người của mỗi bên không hạn chế. Nhiều khi có giáp thua keo đầu, tới keo thứ hai đàn ông trong giáp kéo đến đông hơn. Thế là chuyển bại thành thắng. Sau cuộc thi, dân làng nổi trống mừng bên thắng. Các cô gái làng cũng không ngớt lời ngợi khen những chàng trai thắng cuộc. Theo toan ngắn, giáp tức là ở đây là đơn vị dân cư và dưới cấp thôn ngày xưa. Rồi bây giờ các em sẽ vào cái phần trả lời câu hỏi. Câu số 1. Qua phần đầu bài văn, em hiểu cách chơi kéo co như thế nào? Thì các em thấy ở đây kéo co tức là các em thấy cái đội chơi kéo co thì thường có bao nhiêu đội và luật chơi thì như thế nào? Thì các em thấy ở đây chơi kéo co là một cái trò chơi là phải có hai đội, thường có số người bằng nhau, thành viên mỗi đội là ôm chặt lưng nhau. Hai người đứng đầu mỗi đội sẽ ngoắc tay vào nhau, thành viên của hai đội cũng có thể là nắm chung một sợi dây thừng kéo dài, kéo co. Tức là ở đây sẽ nắm một cái sợi dây thừng. Rồi kéo co là phải đủ 3 keo, bên nào keo nhiều thì sẽ kéo, bên nào kéo được đối phương ngã về cái phía mình thì keo hơn là bên đó thắng. Tức là chơi kéo co là phải có hai đội, thường thì số người ở bên đây và số người ở bên đây thì bằng nhau, thì mỗi đội thì ôm chặt lưng vào nhau. Rồi hai cái người đứng đầu ở đây, mỗi đội là ngoắc tay vào nhau hoặc là có thể là nắm chung một sợi dây thừng. Đó, thì kéo co là phải đủ 3 keo. Bên nào kéo được đối phương ngã về phía mình thì sẽ bên đó là sẽ bên thắng. Như vậy thì các em có thể trình bày như sau. Qua phần đầu bài văn, em hiểu cách chơi kéo co là phải có hai đội, thường có số người bằng nhau. Thành viên mỗi đội phải ôm chặt lưng nhau, hai người đứng đầu mỗi đội ngoắc tay vào nhau. Thành viên của hai đội cũng có thể nắm chung một sợi dây thừng dài. Kéo co là phải đủ 3 keo. Bên nào kéo được đối phương ngã về phía mình nhiều hơn, nhiều keo hơn tức là thì bên đó sẽ là bên đó thắng. Rồi tiếp theo câu số 2. Hãy giới thiệu cách chơi kéo co ở làng Hữu Trắc. Thì các em hãy đọc đoạn văn thứ 3. Hội làng Hữu Trắc thuộc huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh thường tổ chức thi kéo co giữa nam và nữ. Có 5 bên nam thắng, có 5 bên nam bên nữ thắng. Nhưng dù bên nào thắng thì cuộc thi cũng rất là vui. Vui ở sự ganh đua, vui ở những tiếng hò reo khuyến khích của người xem hội. Thì như vậy các em thấy ở làng Hữu Trác cách chơi kéo co ở làng Hữu Trác đó là cuộc thi giữa nam và nữ, tức là một bên nam là một bên nữ. Còn các em thấy ở cái
những cái nơi khác thì có thể là nam hoặc là nữ. Nhưng ở đây là tổ chức giữa nam và nữ. Thì nam xưa nay được xem là cái phái mạnh, thế mà có năm lại bên nam thắng, có năm lại bên nữ thắng. Nhưng dù bên nào thắng thì cũng rất là vui, vui sự ở sự ganh đua và vui ở cái sự những cái tiếng hò reo khuyến khích của người xem. Như vậy thì các em sẽ giới thiệu cách chơi kéo co ở làng Hũ Tróc như sau. Ở làng Hũ Tróc, kéo co là cuộc thi giữa nam và nữ. Nam xưa nay được xem là phái mạnh, thế mà có năm bên nam thắng, có năm bên nữ thắng. Nhưng dù bên nào thắng thì cũng rất là vui, vui ở sự ganh đua, ở tiếng hò reo khuyến khích của người xem. Rồi tiếp theo câu số 3, cách chơi kéo co ở làng Tích Sơn có gì đặc biệt? Thì các em hãy đi xem cái đoạn tiếp theo. Làng Tích Sơn thuộc thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc lại có cái tục thi kéo co giữa trai tráng hai giáp trong làng. Số người của mỗi bên không hạn chế. Nhiều khi có giáp thua kèo đầu tới kèo thứ hai, đàn ông trong giáp kéo đến đông hơn, thế là chuyển bại thành thắng. Sau cuộc thi thì dân làng nổi trống mừng bên thắng. Các cô gái làng cũng không ngớt lời ngợi khen những chàng trai thắng cuộc. Như vậy thì các em thấy ở cách chơi kéo co ở làng Tích Sơn khác hơn ở với làng Hũ Tróc. Thì ở làng Tích Sơn, kéo co là cuộc thi giữa trai tráng hai giáp trong làng. Số lượng mỗi bên thì không hạn chế. Có giáp thua ở kèo này thì tới kèo sau, đàn ông kéo ra đông hơn, thế là chuyển bại thành thắng. Như vậy thì các em sẽ nói cách chơi kéo co ở làng Tích Sơn có những điểm đặc biệt là: ở làng Tích Sơn, kéo co là cuộc thi giữa trai tráng hai giáp trong làng. Số lượng của mỗi bên không hạn chế. Có giáp thua ở kèo đầu, tới kèo sau, đàn ông kéo ra đông hơn, thế là chuyển bại thành thắng. Rồi, tiếp theo câu số 4. Ngoài kéo co, em còn biết những cái trò chơi dân gian nào? Thì các em hãy kể ra. Thì ngoài kéo co, em còn biết một số những cái trò chơi dân gian khác như là đấu vật nè, múa vỏ, đá gà, thổi cơm thi, vân vân. Rồi cuối cùng là phần nội dung. Thì nội dung chính là nêu lên cái tục chơi kéo co ở nhiều địa phương trên đất nước ta rất khác nhau. Kéo co là một cái trò chơi dân gian thể hiện cái tinh thần thượng võ của dân tộc. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn tiếng Việt lớp 4. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Lim để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.